Câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn, một trận đấu rất là quan trọng đối với cả hai đội bóng. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu. Đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với trang phục màu vàng sẽ bảo vệ phía bên phải mà nhỏ quý vị và các bạn. Cả hai đội bóng đã hoàn thành mục tiêu mùa giải năm nay. Do đó những trận đấu này sẽ là những trận đấu công hiến. Phi sân. Vào một bàn thắng rất sớm của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng được ghi ở phút từ giây thứ 29 của hiệp 1. Pha phối hợp rất tốt của Phi Sơn với đồng đội, nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bọc lót cho nhau không tốt để cho Phi Sơn băng xuống và dứt điểm. Bóng chạm vào người của trung vệ Hoàng Lâm, đi đổi hướng gây khó khăn cho thủ môn Nguyễn Hoài Anh. 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Victor Masaray, Phạm Tuấn Hải, Văn Đức tạt bóng vào trong. Bóng vẫn trần cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dứt điểm không vào. Và sửa lòng vào góc xà của Lý Công Hoàng Anh, nhưng thiếu chính xác. Chúng ta cùng xem lại tình huống chuyền ra rất tốt của Victor Masaray cho Lý Công Hoàng Anh. Lý Công Anh đã ngắm nghía, nhưng tình huống dứt điểm của anh thì thiếu độ chính xác. Đánh đầu rất nguy hiểm vào. Người lập công đó là tiền đạo Bruno Henrique. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đánh đầu tiền của Tuấn Hải, bóng đi cắt ngang khung thành và ngay lập tức Bruno có mặt ghi bàn thắng quân bình tỷ số. Otis Picaro móc bóng rất nguy hiểm. Tình huống móc bóng của Ariel, một tư thế quay người rất khó để ghi bàn. Và dứt điểm của Ariel. Ariel đã rất cố gắng nhưng không thể tiếp xúc chính xác vào trái bóng trong tình huống vừa rồi. Tạt bóng, dứt điểm không vào. Và dứt điểm đó là của Phi Sơn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống tạt bóng rất tốt của Ngô Tùng Quốc. Phi Sơn đã đệm lòng rất nhanh, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong tình huống vừa rồi. Tuấn Hải đã không theo kịp được Ngô Tùng Quốc trong tình huống vừa rồi để cho hậu vệ phải bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là bóng sẽ treo vào cho Amira Santos. Tuấn Hải không phải. Đó là pha dứt điểm của trung vệ Hoàng Lâm, nhưng bóng đã đi trên cột dọc. Và đúng thời điểm này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết quả đang tạm thời là 1-1 bên phía đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm không thành công của trung vệ Hoàng Lâm. Bước vào trận đấu này thì bên phía đội chủ nhà đã có bàn thắng rất sớm của Phi Sơn. Bàn thắng ở những giây đầu tiên của trận đấu. Khoảng hơn 10 phút sau đó thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Bruno. Một Bùi Tiến Dũng đã đấm bóng ra. Dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm rất căng nhưng bóng vẫn còn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bay người hết cỡ để cản phá. Phá dứt điểm từ xa của Lý Công Hoàng Anh. Không có lỗi của Trung Học, đường chuyền rất tốt. Đây là cơ hội, Văn Minh dứt điểm không vào. Bóng vẫn còn, dứt điểm vào. Tỷ số là 2-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 55 của trận đấu. Sau tình huống để mất bóng ở giữa sân của trung vệ Diakite, ngay lập tức cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phản công nhanh lên phía trên. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cản phá được pha dứt điểm đầu tiên. Nhưng đến tình huống thứ hai,
thì anh không thể cản phá được pha dứt điểm của Văn Minh. Pha đẩy bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở tình huống đầu tiên là không tốt. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà, so với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 5 tình huống dứt điểm về phía khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4 tình huống dứt điểm mà thôi. Rất hay. Dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Arien. Thủ môn Hoài Anh đã phản xạ rất tốt trong tình huống vừa rồi. Đó là pha phối hợp giữa Phi Sơn và Arien. Đường truyền rất tốt của Phi Sơn nhưng Arien đã không tận dụng tốt ở trong tình huống này. Pha dứt điểm ở góc gần đã bị thủ môn Hoài Anh ngăn cản. Thành phố Hồ Chí Minh đã có cơ hội để quân bình tỷ số. Không phải là người dứt điểm hoàng thịnh đó là anh Tuấn, thêm pha dứt điểm nữa nhưng bóng đi vào sang hàng. Hai pha dứt điểm liên tiếp của anh Tuấn nhưng không thành công. Pha dứt điểm đầu tiên thì không vượt qua được hàng rào. Bóng bật ra, anh Tuấn băng vào dứt điểm tiếp. Quang Nam. Dứt điểm rất nguy hiểm. Thêm một pha dứt điểm nữa vào. Tỷ số được quân bình 2-2 ở phút thứ 71 của trận đấu. Người ghi bàn đó là Arien. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất căng của Quang Nam. Ngay lập tức Arien có mặt để đá bồi và bàn thắng thứ hai đã đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như thủ môn Bùi Tiến Dũng, bàn thắng thứ hai của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đẩy ra tình huống đầu dứt điểm đầu tiên của Văn Minh nhưng đến pha dứt điểm thứ hai thì anh đã bó tay. Và bây giờ thủ môn Hoài Anh bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khá hiệu quả ở vị trí Quang Nam của huấn luyện viên Trung Hê Sông. Anh Tuấn, Arien, Phi Sơn, không được. Bây giờ là phản công cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Long, người băng lên là Trung Học. Một chút nữa bóng lại đến chân các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuấn Hải, Văn Minh. Pha đẩy bóng không thành công của Văn Minh. Anh không thể vượt qua được Võ Huy Toàn và Sâm Ngọc Đức. Không được. Pha phối hợp không tốt của Văn Hiệp với đồng đội. Yakite và pha bóng rất mạnh lên phía trên. Không có tình huống phạm lỗi của Ameda Santos. Ở trong hiệp 1 thì cũng đã có 2 bàn thắng được ghi. Ở trong hiệp 2 cũng đã có 2 bàn thắng được cầu thủ của hai đội bóng tạo ra và ghi vào lưới. Văn Hiệp vừa có một tình huống việt vị. Phút thứ 75 của trận đấu, tỷ số đang là 2-2. Khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dâng cao đội hình, ngay lập tức họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Rõ ràng là Văn Hiệp đã di chuyển hơi sớm. Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng thứ 3, đó là bàn thắng của Phi Sơn. Sau tình huống quay chậm việt vị của Văn Hiệp, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng vươn lên ở phút thứ 75. Người ghi bàn đó là Phi Sơn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha dứt điểm rất đẹp mắt của Phi Sơn và đây là cú đúp của anh.
Và đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Phi Sơn ghi được ở mùa giải này cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Công đã không thể theo kịp được Phi Sơn trong tình huống vừa rồi.